Vợ hé lộ hình ảnh đầu tiên của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn xe hơi. Tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc đã khiến Lâm Chí Dĩnh phải nằm viện điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt gần một tháng nay. Tài tử đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nối xương và mới hoàn thành phẫu thuật tái tạo xương mặt. Ngày 16 tháng 8, người mẫu Trần Nhược Nghi, vợ Lâm Chí Dĩnh, đăng tải hình ảnh con trai đầu Kimi nắm bàn tay cha trên giường bệnh. Cô viết lời nhắn nhủ, vượt qua cơn giông bão này, chúng ta sẽ lại thấy mặt trời. Trả lời Apple News Network, Trần Nhược Nghi chia sẻ, cảm ơn sự quan tâm của các bạn, tôi hy vọng tình trạng của anh ấy sẽ ngày càng tốt hơn, hiện tại tôi không tiện phản hồi, xin hãy để anh ấy nghỉ ngơi thêm. Thời điểm tai nạn ngày 22 tháng 7, Lâm Chí Dĩnh đi cùng con trai Jensen, 7 tuổi, và bất ngờ mất lái đâm vào trụ cầu khiến xe bốc cháy. Nam diễn viên bị mắc kẹt ở ghế lái, nhưng may mắn đã được nhóm công nhân cứu giúp. Theo nhân chứng kể lại, chiếc Teosa màu trắng đã bốc cháy dữ dội sau 5 giây cứu được Lâm Chí Dĩnh. Tai nạn khiến tài tử 48 tuổi bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai và rơi vào hôn mê, mất 3 ngày sau mới tỉnh lại. Bệnh viện Trường Canh xác nhận, nam diễn viên đã được đặt thép cố định xương cánh tay và vai bị gãy. Thời gian hồi phục mất từ 3 đến 6 tháng. Sau thời gian này, anh vẫn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê đua xe. Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là tài tử đình đám của điện ảnh châu Á. Anh nổi tiếng trong nhiều tác phẩm ăn khách như Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003. Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, anh còn là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người mẫu Trần Nhược Nghi. Họ có với nhau 3 con trai Kimi 13 tuổi, hai bé gái sinh đôi 7 tuổi.